đuôi. Ông nhổng cái cây lên lại lấy. Thôi 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 thôi. Chó thôi từ từ phải không? Cái đầu ông hai vậy ra ca. Đúng không? Không. Hai mình anh em. À, xin chào tất cả các bạn nha. À, các bạn ơi, thì hiện tại mấy anh em đang nằm ngoài trời mà như vậy. Thì mình vừa suy nghĩ ra được một cái màn tròn để dành cho cụ vàng nha. Nên mình chạy lẹ vô nhà bật máy lên để giới thiệu tất cả các bạn liền nha bạn. Thì cái màn tròn này lúc xưa mình từng bị tròn nha bạn. Nó cực kỳ là thốn. Bởi vậy mình thấy cái màn tròn này nó cực kỳ là thốn. Bởi vậy mình sẽ thực hiện lại để dành cho cụ vàng nha bạn. Bây giờ các bạn chờ mình chút xíu. Mình sẽ nhắn tin cho Quy Phiên với cụ đen với cụ lục để ba thằng nó hợp tác với mình để đưa cụ vàng vô bẫy nha bạn. Rồi mình sẽ ra ngoài mình ngủ mấy anh em vô trong về ngoài giường chạm ngoài để chơi một cái trò chơi để thực hiện màn tròn này dành cho cụ vàng nha bạn. Màn tròn này cực kỳ là thốn. Bây giờ các bạn nhớ theo dõi coi mình sẽ cho cụ vàng cái gì và màn tròn nó sẽ như thế nào nha bạn. Các bạn nhớ theo dõi nha. Rồi các bạn cùng mình thực hiện cái màn tròn này nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. Các bạn ơi, hiện tại cũng đã chiều nha bạn. Mình có tổ chức cái trò chơi để bốn anh em mình cùng chơi cùng nha bạn. Trò chơi là bù nhìn vượt ngại vật nha bạn. Đây thì anh em mình có mặt tại vườn tràm nha. Anh em mình sẽ chơi trò chơi là bù nhìn vượt chướng ngại vật nha bạn. Thầy có cho banh đá nữa mới đã. Banh đi thèm. Sao banh đỏ nó banh được đâu? Có cho banh đá. Không. Con nào là vật luôn. Dạ không. Không có ông đỡ vườn khác đi mọi người. Sao? Vườn này không có ăn lượng tốt với tôi. Vườn tràm mát mẻ gì mà có ăn lượng tốt với thèm. Mỗi lần là cái vườn này là tôi không có tượng tốt tôi. Tốt mạnh tôi. Nhưng mà không có. Chơi mọi người ai mà được chung á nắng. Đúng rồi. Nhưng mà không có ăn tượng tốt với mày nhưng mà có ăn tượng tốt với tụi anh em tao. Kỷ niệm mấy đó. Bao nhiêu là kỷ niệm. Rồi. Rồi ngày rồi đó. Không có ấn tượng tốt thôi. Trời ơi. Có này là dù có chuyện gì xảy ra cái vườn tràm này cũng vẫn ấn tượng tốt đối với tao. Có sao không? Ok. Đây thì anh em mình sẽ chơi cái trò chơi là bù nhìn. Là cái biết các bạn biết coi bù nhìn không? Là những cái hình tượng mà ở ngoài ruộng người ta treo lên đuổi cò đuổi chim á. Mà tôi ưa đậm bù nhìn lắm. Ông kêu con bù nhìn đó hả? Đúng. Đúng. Vậy chứ mà đứng con chim lại đó nó đậu ngay mày, mày cũng im luôn có làm được đâu. Tào lao. Ông đứng vậy phải không? Con chim nó hết đầu ông mới quay lên. Không có, con im luôn luôn. Cây bù nhìn ra biết mẹ đâu. Chỉ nhìn thôi đó. Thì mình có chặt hai cái cây nha bạn. Từ nãy tính là chơi cái cây này mà cái cây này nó bự quá nha. Nên mình bỏ ăn bên nặng lắm. Mình sẽ chơi bằng cái cây này đó. Thì trò chơi của anh em rất là đơn giản nha. Giống như cái cây như vậy. Cầm mình giùm con em. Ok. Mình sẽ thọt vô trong cái áo. Và mình sẽ căng hai cái tay mình ra như vậy nha các bạn. Đó. Giống sự quắn vậy đó. Không, quắn băng keo lại. Là mình vỗ gì? Vỗ cái chút đó. Cái chết liền vỗ thèm. Và cái đích đến là cái cây này cũng phải không? Và cái sức khoát là đằng kia. Đó. Là mình sẽ chạy nha. Bố anh em mình sẽ thi đấu với nhau. Mà chạy vậy nha. Chân thay đi, chân thay đi. Xa nữa. Xa nữa. Rồi miếng này xa chạy xa là ngon đi. Cái bụng chạy luôn. Và mình sẽ cột xong mình sẽ chạy như vậy nha bạn. Là giống như là cái hàng tràm có ba cái đường tràm phải không? Là mình phải chạy trẻ qua chạy lại chạy qua chạy lại. Ok không? Chốt được chạy đường thẳng. Ok. Chạy tao nè. Nè. Không chạy hứa ơi. Giống như mà xuất phát từ cây này đi. Nè. Cái đầu phóng. Trời ơi trời. Giống như bạn chưa? Ok không? Dạ. Đó. Đang ăn sao vậy? Ông lùng lê hết tôi rồi. Trời ơi, thằng nào xuất bệnh thì thắng thôi. Ông lùng. Nhưng mà có cái cây của mấy cha. Có cây dài hả? Nó lùng mấy cây nó dài, nó cũng to hả? Đúng không? Ông đụng vô chứ. Ừ, mẹ mấy cái cây đụng vô tè ông đâu rồi. Mày không tè ai, cái tao tè mày, cái tè mày, mày không tè tôi, tao tè à. Thôi, tôi lùng nhưng mà không có võ hơn tôi đâu. Rồi, mày hiểu được chơi chưa? Anh em hiểu được chơi chưa? Ok. Được rồi. Trong thời gian mà ngắn nhất mà ai chạy từ đầu xuất phát tới cái đích đến này mà thời gian ngắn nhất là người đó sẽ thắng. Mà người nào mà cái thời gian mà chạy nhiều nhất mới tới đích phải không là người đó sẽ bị phạt bỏ cái chạy ống tôm vô cái dĩa liếm chừng nào hết cái chạy ống tôm thôi. Làm thử đi, làm thử đi. Đây giống như cái dĩa nè. Chứ sao giờ cũng bị phạt rồi. Mẹ đã là chạy cho mày làm mẫu rồi, biết nó chạy cửa nào rồi. Ồ, ông chạy cũng chút xíu. Thời gian ông chạy làm mẫu rồi, tôi chạy xong rồi đó. Đây là cái dĩa không? Nói chung là chết rồi, là dĩa. Là phải chơi mới biết. Liếm, rồi nuốt. Rồi liếm mà nuốt nha, chừng nào hết cái chạy ống tôm thôi. Ok không? Là cái người cuối cùng, mọi người nào mà chạy thời gian nhiều nhất á, là bị phạt. Ok không? Ok. Đơn giản nhẹ nhàng thôi. Rồi thắng. Thắng đâu rồi, thắng chơi thắng được gì đâu. Mà xài. Đồ ơi, hết thằng này thì chứ. Người ta chơi mà người ta chơi nhẹ nhàng thơm khối là ta chơi đơn giản nhẹ vậy là anh hãy nói không với rượu bia thuốc lá. Nó mất cha mà. Mất cha ông nội thuốc lá nữa. Không phải nó không nói là chắc cú. Rồi.
hiểu hiểu cho chơi chưa? Rồi. Rồi mấy anh em đồng ý chưa? Ok. Chơi chơi. Trò chơi hôm nay là chỉ có hình phạt chứ không có phần thưởng. Bởi vậy anh em cần cố gắng hết sức. Nếu ông nào không cố gắng hết sức sẽ bị phạt. Đúng ok không? Đúng ai rồi. Cũng như ai hết. Mày thua tao lấy 2 chai. 3 chai luôn. Ghê hả? 3 chai luôn mày. 3 chai luôn. Mày có thấy chúng này cũng đều còn chơi hết trời. 3 chai luôn mày. Còn tôi với ông bắt là nào? Tôi đang sẵn đâu. Ta đi mua. Chừng nào thua ta đi mua. Rồi ok luôn, bạn trai nha. Đó chính là bạc ghi nha. Rồi bạc ghi nha. Cái này chính là bạc ghi nha. Rồi chốt kẹ bạn, vậy làm chốt kẹ với cô vàng là bạn trai nha. Rồi ông bắt trai nào? Vậy ông bắt trai nào? Bắt ông vàng. Bắt trai luôn. 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 Trời ơi. Ôi đang giết quay đụng. Trời ơi. Không mày có nghe câu nói à? Cao vàng cản gió không? Ờ sao vàng cản gió. Làm được gì? Bỏ cho làm được gì? Trời ơi. Làm được gì? Hai cái cửa không? Hai cái cửa không? Ba chai chai này bốn nha. Ba chai chai này là bốn. Ừ. Rồi dứt. Rồi. Bây giờ ba bốn em mình sẽ u quế để chọn ra cái người chơi trước, chơi sau, chơi giữa nha bạn. Ok không? Người nào ra trước là chơi trước luôn. Ok không? Ok. Chơi trước luôn. Ok. Ok không? Rồi dứt. U quế. U quế. Đấu sao chơi trước. Vậy là mày chơi trước. Ok. Ok. Ui tính nha, mày chơi trước. U quế. Mày chơi trước luôn. Đủ không á, đủ vậy. Chung rết vậy. Rồi, ta sẽ nào mà thắng ra trước thì đúng nè. Rồi. Thắng đi chứ luôn. Tôi chơi trước ông, tôi chơi trước ông. Mà mình chơi chót ok. Chơi chót ok. Rồi rồi. Mày thắng ta là mày chơi trước, ta chơi chót. Rồi vô tư. Vô, chung kết. Đẹp không? Rồi. Rồi dứt. Đây, bây giờ mình sẽ trang trí cho con bù nhìn đầu tiên nha bạn. Nhớ nha thằng. Ok ok ok. Muốn các bạn có xem coi hoài nha. Ai sẽ là người liếm hết chai bóng tôm nha. Hạt con vàng nếu mà thua tao là mày hãy liếm hết 4 chai bóng tôm nha. Trời ơi trời, tôi không có thua. Không sao, không ai chơi với tôi chơi vậy. Mày chứ giấy mũ có dám chơi đâu, anh lù cái hả? Chơi bắt gà với ổng mà. Tao mới chơi luôn chứ ai đâu bắt gà. Trời ơi, mày thấy mày là trứng cút mũ. Trứng bình thì chơi với trứng bình đúng rồi. Bây giờ anh em sẽ trang trí cho cái con bù nhìn này nha bạn. Đâu quấn dữ mấy mẹ. Dạo tôi lại. Quấn nhiều lên đây. Quấn nhiều vô đây chắc. Chắc chắc làm gì? Quấn nhiều vô đây chứ. Mày sống này mày à mày mày. Mày giỏi hơn ta sao phải công bằng. Nhớ nha nhớ nha. Ừ. Công ty thông minh đàng hoàng. Ờ. Ôi có là đi quýnh lộn vậy nè đại ca. Quýnh lộn quýnh thèm. Thấy không? Chơi lại công bằng này giống như là. Mày giống thằng cà búa vậy. Thấy không? Thấy không? Cái này giống con chó. Cũng như ai chứ. Thấy đậu xanh. Quần đây ca hả? Rồi. Rõ thật sao? Rồi nha. Rồi chắc chua mặt luôn quá, đậu. Chưa không? Rồi chắc chay như mặt, cái chắc chua mắt luôn quá. Rồi bấm giờ nha. Tới đây. Tới đâu? Rồi. Tới dĩa thẳng nhau ok không? Rồi. Tới dĩa thẳng. Lặn lặn giữa thôi phải không? Mày lặn mà lặn lại. Gì sai vậy? Lặn cây là lặn cái này, lặn cái này, lặn cái này. Mày biết chạy xe xào trẻ không? Thì có lặn giữa hả? Cái cây giữa này nè. Ờ thì lặn bên kia, lặn qua đây. Ok. Lặn qua đây nè, lặn qua đây. Ok nha. Rồi coi giờ các bạn. Nè. Cái này nha. Không không nha. Ông mét à. Tôi đấy, tôi đứng đây tôi coi luôn. Rồi chưa? Rồi. Bay. Không nha. 1 2 3. Thầy đuổi nha. Ồ. Lại lại lại. Lại lại lại. Lại lại cứu chứ. Ngoài. Ngoài lại cứu chứ. Ngoài ngoài tôi chịu mặt quá. Đâu. Đưa trời. Đi nè mẹ. Đi với ta. Tôi đi xuống cha luôn mà. Ủa mẹ là bùng lên chiến điểm gì trời. Trời trời. Rồi tới cái cuối cùng rồi nha. Ủa bùng lên chiến điểm gì trời. Rồi. Rồi. 40 giây. 40 giây. Nè. Ủa được đây nha. Dây 27 sao. 27 sao là cái gì ông cướp. Mày ơi, tính dây rồi, không có tính huyết. 40 giây. Ừ. Bây giờ mày gỡ cái bù nhìn này ra để mà trang trí bù nhìn của mình nha. Hồi nãy tôi làm chiến binh là ăn mấy ông hết rồi. Đây, bây giờ tới bù nhìn cu lùng nha bạn. Trời đỏ lắm. 40 giây hả? Mày cảm giác thế nào nè? Ồ, gương mốt lắm luôn. Mốt đâu? Tôi nói khẳng định không? Ông chạy xong là ông làm gì nổi luôn. Cơ hả? Thiệt. Ok ok ok. Vậy là ngon cơm mày. Ngon chắc không? Vậy ngon cơm mày. Ngon cơm rồi. Mày thu vàng mày thu tao là ai chắc. Ôi mày em. Đúng. Đem chạy bút chạy. Để tôi chạy bút chạy đi hàng. Giờ mày tao bán ổng hàng. Mày bắt cô rồi. Mày bắt gì nữa. Bắt đen không chịu chơi. Nhưng mà
Ừ. Ông nè, cho anh biết chuyện gì đó. Đó, đó chạy đèn đi, có. Rồi đó. Bây giờ tới thằng Thi của cô Lùng nha bạn. Rồi. Rồi. Rồi tới đây man. Cô Lùng đi. Đúng rồi. Chơi con bạn rồi. Ok chưa? Ok ok. Bạn quẹo ơi. Bạn quẹo ơi, quán à. Rồi. Rồi. Không không nha. Ok. Ok. Không nha bạn. Đừng bay. Đi đi đi. Một. Hai. Hai. Ba. Rồi 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 rồi. Đi rồi. Đi rồi. 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 Rồi hả? Ông tay mơ mê rồi. Sao kẻ dữ vậy? Ôi ông không đâu. Ông lùng không. Trời ơi. Gì cái vậy? Ê, mấy bay gì không nội? Mấy bay gì vậy? Đứng đây. Ôi ông quá. Mệt quá. Gì cái vậy? Tên. 35 giây. Không. Rồi, mày có nguy cơ rồi. Đúng không? Rồi, ông đang tiêu rồi, tiêu rồi. Mày có nguy cơ đang đậu. Ê, mấy bài này có già nhưng mà lại lắc nhớ nha. Trời ơi, trời. Cậu ghẻ này không? Có, mấy bài này làm như nó bị bú hay sao mà lạng quá mày. Hình như là bị mất cái động cơ hư như vậy á. Vậy là... Cậu xanh mệt ghẻ mày. Còn đang 40 không? Tao với mày phải vượt qua 35 giờ 40. Còn mấy tôi... Vượt luôn. Thôi, vượt 40 là đang trong kẹo rồi. Vượt qua 40 à. Chắc cú là tôi không bị liếm hết đó. Chưa chắc. Ừ, mày mẹ ông đen là người đang bị nguy cơ bị liếm tiểu nhất nè. Thằng khác liếm. Ok. Có bằng liếm rồi. Là ông liếm. Vậy là chắc chắn là ông có liếm rồi. Tao ông liếm chơi liếm. Tao đâu phải thánh bu liếm đâu. Ok. Ông muốn chơi liếm. Rồi rồi ok. Ai liếm sẽ biết thôi. Rồi rồi tới. Rồi bây giờ tới bù nhìn cu vàng nha bạn. Rồi bây giờ tới bù nhìn cu vàng nha. Rồi ông bấm tôi 39 giây thôi. 39 giây cũng ăn được 40 phải không? Ai còn ba trái ông riêng. Tao mày đang chơi bay 4 trái à. Ừ. Rồi. Ok. Rồi quấn chưa? Dạ. Quấn kỹ lắm. Nãy chàng quấn dữ lắm nè. Đâu ơi, quấn ngay mày. Nó quấn tôi dữ lắm nè. Thì ai cũng như ai à. Quấn. Ê, quấn chơi kẻ nha. Ai là chơi. Kẻ là quấn nha, công bằng công tâm ai như ai à. Đâu, bọn mình chết với mấy quá. Kẻ chơi lại quấn một quấn tôi đâu. Tôi như nhau nhiều. Kẻ tao quấn ta te thôi. Bé thêm. Âu, bọn mình chết với mấy quá. Ai da. Còn cái lồng chút xong nè. Rồi mày quấn tay như vậy. Quấn ông ơi, tên cổ luôn. Ừ. Chị quấn luôn, tới đâu rồi chân. Áo, không. Đừng có tới đây luôn đó. Ok không? Quấn cái đù về quấn gì cái tới đầu tay luôn mẹ. Hồi này quấn tới cổ tay luôn. Hồi tôi quấn ông tới lỗ tay luôn. Ủa quấn. Mày với ông cả đó, mày với ông quấn sao đi qua, mày với ông quấn. Rồi đó. Bây giờ là các bạn đón xem nha mày. À, một màn mà máy bay bị gãy cánh nó sẽ ra 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 coi chừng vô chúng mặt á nha. Rồi mày. Bây giờ các bạn sẽ coi được mà một bài trình diễn từ khu dây nha. Rồi. Đủ. Rồi chưa. Bốn trăm tên như men. Chưa. Ok ok. Rồi nha. Ba chai chưa là nắm hả? Ba chai đến chai là được bốn. Ok. Khởi động rồi. Coi. Rồi rồi ok ok. Coi mày cái động đi, mày cài cái động chai ngon. Rồi nha. Bốn chai. Rồi. Có nữa không? Hai chai nữa. Đứng như mất không nội. Đứng đây nào ơi. Mất này nữa là sao? Rồi, mày ăn tao là tao liếm 6 chai. Ừ, mày hôn tao mày liếm 6 chai. Hai chai nữa. Dữ không? 6 chai nữa. 6 chai. Rồi chơi. Rồi một chút kẹo. Rồi ok. Okay, okay, okay. 6 chai nha. Rồi, tôi thấy kẹo này. Rồi nè, không bao giờ nha. Rồi. 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 Mày. 1 2 3. Rồi, máy bay này. Máy bay này. Máy bay này. Mấy bay gì kìa? Đậu phong. Vậy tôi chắc rồi, đậu phong mày chuẩn bị 600 tôm con. Cha tù. Mấy bay gì kìa? Tới dễ nha. Qua lấy ừ. Rồi. 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 Ra. Rồi mày to rồi. Cái này một cú bay luôn rồi. Rồi. Mày ba trận tao coi. Ủa, tính ba trận à. Ba trận rồi. Rồi mày bay gì kìa? Rồi. Mặt dữ vậy. Mày ba trận với tao rồi. Ủa, ba trận rồi. Đi rồi. Chết
đậu không luôn mạnh với chạy. Rồi mày bắt trả lại. Rồi anh ơi. Một phút. Trời ơi. Đưa ra 20 cây. Mày đốt rồi đây ơi. Đâu tranh mày. Mày tới một phút đang tan rồi đâu. Ủa tranh nhìn tên mẫu nè. Rồi anh chạy. Rồi gỡ ra gỡ ra. Đi gỡ ra. Lộn lộn. Gỡ tay đây anh Lụng. Gỡ tay đây anh Lụng. Ừ. Gỡ ra. Mệt lắm hả? Mệt. Quá trời mệt rồi. Mệt lắm luôn rồi. Gỡ ra làm gì mấy mẹ. Gỡ ra gỡ tay anh Lụng. Này gỡ tay em đi. Gỡ tay em đi. Ừ. Thôi nhé luôn. Gỡ tay tiếp cho. Rồi. Rồi gỡ. Rồi. Thấy ai đưa anh thua làm gì á? Thua là bye bye. Miếng mông tôm. Ơ đừng đừng đừng. Mày quậy tao là mày quậy tao là cũng to luôn quậy quậy. Mày thua rồi. Nghĩ sao một phút là ăn hơn. Ông có chạy đâu mà thua? Ta chạy được 30 giây hả? Ông chạy rồi. Không là nó chạy nó ăn rồi chạy nó chạy nữa nữa. Không có. Thằng tổ chức trò chơi mà ông đâu chơi đâu. Ừ, ông chạy đâu? Thua rồi. Đậu mà ông chơi nữa. Chơi tao đâu? Thôi mình lại đem. Thắng rồi. Đây không có anh em anh biết gì vậy mày? Thôi thôi mình chung rồi. Cấm tao đâu phải? Không tao đâu. Đâu anh đâu mất cái con tôm rồi. Chị mất cái con tôm anh dục. Nó dục đâu bên hông đây nè. Để tao thả đây nè. Cuối cùng cái nậu tìm ra được cái ấp tay mày. Rồi sao? Sao mà hốt được? Thì cá độ sao hấp chứ. Mày biết cá độ đậu sao? Biết rồi. Hồi xưa tôi chơi ông một đứa. Hey, pha pha miếng nước cho nó đỏ xíu nữa nha. Là cái màn tròn này ngày xưa mà chuẩn bị chơi mà. Nói chung là nó cực kỳ là thú nha. Hồi xưa ai chơi ông có đèn gì đâu chơi lại ông. Cho ông ngửa mặt lên nhìn đời không sao? Mở cửa cái mặt chưa? Cho ngửa mặt nhìn đời không sao? Con muốn nói gì? Không có gì chạm. Đây, ông sao? Giống chú Giêsu quá vậy. Giêsu cái này. Giêsu cái. Nó nước ơi, từ. Ôi giời. Dạ. Trời ơi, thuốc. Đậu đây, đậu không đó. Rồi. Rồi. Bạn gì mới đây cha? Hết luôn. Chơi chạy sao hả cái chơi trời ơi rồi 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 chung chi thôi tất cả bạn liếp đi rồi liếp em mày thua cuộc nha mày liếp đâu ông liếp mà tôi liếp liếp hết thôi nha một phút rồi hả tôi ông nhổng cái cây lên lại lấy tao lấy tao lấy tao lấy tao chó thôi từ từ không cái đầu ông hai mày đây ca không 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 hai mình anh em mày biết anh bảy chơi không? Mày ăn á đậu cho mày cái nào? Siêu. Được rồi được rồi được rồi. Để nó túi mà nó mặn nữa. Không, đâu đây. Giống như Giêsu cắm xuống luôn sao? Cắm luôn rồi mày cắm bóng nha. Hai mình anh em lục. Đâu 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 cái này. Đâu? Nó anh em chứ ông chứ đâu em. Đúng rồi, tôi mượn rồi. Đúng rồi. Siêu. Hai mình anh em luôn. Không, tôi ông. Tao mày cũng chết đâu. Nãy là mày phải chai. Dạ, sáu chai. Sáu chai. Mới con trai còn 5 chai nữa. Con trai không thích đi, tao còn chưa được nửa chai nữa. Vậy con 5 chai rưỡi nữa. Nửa chai rồi. Nãy mày cười tao 6 chai, giờ nó còn lại con cốc từ 1 thì chiêu rồi. Mày ra được mà làm gì tao? Xấu. Siêu.
Ê, ông đây, bây giờ cho ngược rồi, cho ngược rồi. Trường ơi. Trường ơi. Đưa đi. Mình biết tao quay đầu không ơi. Bây giờ mình chỉ mở thôi cho nó tại nhà người dân kịp từ thả ra luôn. Bây giờ mình chỉ gửi cho nó một tay thôi. Bao nhiêu thử cho mình chọn. Mình chết thôi là không có đâu, không có đi. Tôi biết rồi. Tôi biết mấy anh em rồi, tôi không có gật đâu. Còn nhỏ đâu á, chạy cái đi. Cái tay tay cho mày thôi. Còn nhiêu mày tự xử. Đúng. Thời gian đó tụi tao giọt mày chắc cú. Hai cái tay luôn đi. Ok. Hai tay hả? Hai tay cái cùng lâu này. Tôi không gửi anh em đâu. Ok. Để gì tôi tốt lắm. Ông tốt làm mới chứ tôi. Tôi biết lỗi rồi. Mày không sao? Biết bữa nay thôi phải không? Biết rồi. Tay mày gãi đâu tay nha, đừng gãi tay tụ. Gãi tay tao luôn nha. Tôi biết rồi. Nhất nó đứt lâu mày lâu mà chạy chậm mà chạy trước đi. Ơi, nó gà lâu lắm. Vậy gì gà được? Lâu mà chạy trước đi. Tao bên đây nữa, tôi không gượt anh em đâu. Không gượt không? Mày không gượt tao cũng không tin nha. Gượt tao đây nữa. Thì tự gửi đi. Sao gửi đâu mấy mày? Gửi đi. Tôi biết gì chạy gì vậy? Tự gửi đi. Không gửi không được mấy mày. Cắt miếng thôi nha. Cắt miếng nha. Ừ, cắt miếng rồi. Rồi, tự gửi đi. Gửi ngay luôn nha. Rồi, tự gửi đi. Rồi, tự gửi đi. Yếu vậy? Ừ, kệ đi cho nó tha nó bạn nhớ cái đầu. Rồi đó. Anh em mình không chơi thì cứ qua có lại. Rồi tao bây giờ này mình dọn đi. Có đồ. Đừng có dễ. Nó lâu ca lắm. Dễ là kêu chọt. Ông tông cho nó đây đi. Không được đâu hả? Không được đâu. Chạy.